Xin chào quý anh chị đã đến với nhà đất Minh Tiến Tiền Giang. Ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với anh chị là một cái thửa đất của mình. Vị trí là nằm ở là ấp Đăng Phong, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Thì thửa đất của mình đang trồng thanh long nha, nguyên một cái vườn thanh long luôn. Đó thì hướng này là vô là 50m nè. Còn hướng này vô là 40m nè anh chị. Là coi như là 40 x 50 là tổng cộng là khoảng 2.094 m² nha anh chị. Là đất của mình là đất đang trồng lúa nha anh chị, đất trồng lúa nha. Nhưng mà mình đang lên mình trồng thanh long thì cũng là đất nông nghiệp thôi. Đó, thì có rất nhiều trụ thanh long đây, thì mình nếu mà mình muốn mình về mình có một cái vườn thanh long mình canh tác á, thì có sẵn luôn nha anh chị ơi. Đường vào đất của mình là đường xe máy nha anh chị. Và từ đất của mình mà mình đi ra tới đường lộ nhựa là khoảng là 400m nha anh chị ơi. Nếu anh chị nào mà muốn sở hữu miếng đất này thì hãy gọi cho Tiến qua số điện thoại trên màn hình nha. Đất của mình đang trồng thanh long là đang cho thu hoạch. Và chủ báo giá cho Tiến là 650 triệu một công đất nha anh chị. Mà bán hết 2 công là tổng cộng là 1 tỷ 3 nha anh chị. Có thương lượng nhẹ nha anh chị ơi. Mình muốn sở hữu miếng đất trồng thanh long như vậy thì mình cứ liên hệ với Tiến nha. Chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ Tiến trong thời gian qua ạ.